Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Luxury, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình đã quay video cầm trên tay vì lý do là nhiều máy quá các bạn ạ. Nhiều máy không bày hết được, tại một rổ Samsung Note 10 này, rổ S9 này, một hàng thì rất là nhiều nhá. Đấy, thì mình sẽ quay từng cây một chi tiết cho mọi người xem. Mọi người ưng cái máy nào thì chủ động liên hệ với bên mình để đặt hàng qua số điện thoại, nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua fanpage để đặt hàng. Thì là tất cả thông tin mình đã để phần mô tả video rồi. Đấy, và mọi người mua hàng thì lưu ý giúp mình rằng là các bạn phải cọc 50.000 máy dưới 2 triệu, 100.000 máy từ 2 triệu đến 5 triệu và 200.000 máy từ 5 triệu đến 10 triệu, 500.000 máy trên 10 triệu nhá. Đấy, các bạn thiết thực thì hãy mua và bên mình buộc phải cọc nhá, trừ những ai mua quen bên mình rồi thì không nói, những bạn mới là phải cọc. Còn lý do vì sao mà phải cọc thì đơn giản thôi. Cái tiền cọc này để bù vào tiền phí vận chuyển, tránh các bạn trêu đùa với cửa hàng nhá. Đấy, gọi là tránh bom hàng đấy. Đấy, nó là như vậy, nó dễ, nó dễ cho nên nhanh. Và bên mình bán hàng là có ship code, các bạn được phép kiểm tra thoải mái, ưng thì lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhá. Ok, bây giờ mình sẽ zoom gần lại, mình quay chi tiết. Đầu tiên nên giới thiệu các bạn con 12 Pro Max màu xanh, bản ZA 2 sim vật lý. Con này có giá là 24.500.000, máy còn bảo hành của hãng 2 tháng nhé. Còn bảo hành của hãng 2 tháng. Khách có dán miếng chống xước bên ngoài. Tiếp theo mình có con 12 Pro. 12 Pro nhé, 256GB pin 96% máy Mỹ, còn bảo hành đến tháng 2 năm 2022. Đấy, tức là còn bảo hành 4 tháng nhé. Máy đẹp zin chất, 12 Pro 206GB, 23.300.000. Và bên mình nhá, giá bên mình là có tặng kèm này, ốp, sạc và cường lực, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Trừ những cây đặc biệt mình không có ốp thì mong các bạn thông cảm nhá. 11 Pro Max 18.800.000, 512GB, pin 88%, máy bao zin, có một vết phẩy nhẹ ở nắp vít này, rất là nhẹ thôi nhá. 18.800.000, 11 Pro Max 512GB. Tiếp theo một con 11 Pro Max, con này mình xài, mình bỏ ra mình bán 64GB nhá, 64GB, pin 88%, 16.200.000 nhá. Tiếp theo mình có một con 12, một con 12 bản VN, pin 100%, giá 17.64GB. Con này thì người ta mua được đúng 20 ngày thì bán nhá, thì chi là còn bảo hành 11 tháng của hãng, cho nên là miễn bản, bản VN luôn nhá, 17 triệu. Một cây 11, một cây 11, 12.200.000, 128GB, bản GA, pin 86%, 12.200.000 nhé, bản GA. Máy đẹp zin. Một cây 11, một cây 11, 64GB, 11.800.000, con này pin 94% nhé. Con này hàng hiếm này, bao zin bao đẹp, pin 94% luôn, rất là hiếm nhé. Thì mình để tạm cái máy quay xuống vậy, cầm mỏi tay lắm mọi người nhé. Do là mình không bày được hàng vì lý do là nói chung là rất là bận. Thiên Mark mình có 4 cây màu gold, 4 cây màu gold nhá. Cái này là máy ma Mỹ này, xuất một tí kính lưng nhá, xuất một tí kính lưng này, xuất tí kính lưng, pin 85%, máy ma Mỹ 64GB, 9.500.000 nhá. Con này của mình là 206GB, 12 triệu, pin 90% bản GA nhá, 12 triệu. Một con pin 89%, 64GB, 10.500.000, 10.500.000 nhá, 10.500.000.
sẽ cho cao lên tí để mình chất hàng cho nó dễ, soi hàng cho đỡ cạnh quá nhá. Đợi mình xíu. Một con máy lốc đã được Finney quốc tế 64GB pin 83%, 9,2 triệu nhé, 9,2 triệu. Một con XR 118GB pin 82%, 8 triệu nhé, 118GB 8 triệu. Tiếp theo mình có một con iPhone 13 giá 9 triệu, 118GB pin 89%. Pin 88% các bạn nhé, 9 triệu iPhone 13. Nhưng mà đây là con iPhone XR, mình độ vỏ lên nhé, độ vỏ lên. Thì nhiều bạn bảo là độ mày còn đắt hơn ấy. Tất nhiên độ là phải đắt hơn rồi chứ gì nữa. Độ không đắt hơn thì độ làm cái gì hả các bạn, đúng không? Con bán này thì xã hội này mua hình vạn trạng, người thích cái này người thích cái kia. Đấy, nhìn gu ăn mặc của người ta đấy thôi, kể cả từ gu ăn mặc. Đấy, mình phải có những con này thì nó mới khác bọt, đúng không mọi người? Còn thấy ai thích máy không độ, máy ngon đầy đi toàn, mình làm con máy độ bán cho những người thích độ đó. Tiếp theo là có một con XS pin 95%, 64GB bản KH, máy đẹp hết nước chấm luôn anh em nhé, đẹp hết nước chấm luôn đó. 8,5 triệu, 64GB, đẹp hết nước chấm nhá. Đấy, máy đẹp này, mọi người thích một kiểu đúng không anh em? Tiếp theo có một con 7 Bluetooth này. 7 Bluetooth con này thì cũng rất là đẹp. Pin zin nhưng để nguyên nhá, 73% pin. Anh em nào thích tay pin thì cộng thêm cho mình 200, giá là 5,5 triệu, 118GB, máy đẹp, cũng là hết nước chấm luôn anh em nhá. Đấy, con này nếu mà thay pin cộng thêm cho mình 200 là thành 5,7 triệu, 118GB nhá. Đây, máy 6 đi tiền 6 đây. 7 Bluetooth 32GB full chức năng, pin 100%, có 3,8 triệu. Vỏ nói chung là rất xấu nhá, vỏ cực xấu luôn. Nhưng mà đây chỉ xấu người thôi, còn led rất là đẹp nhá. Led đúng thị lở luôn. 3,8 triệu, 32GB, siêu rẻ. Một cây màn ám nhé, 4 triệu. À không phải một cây màn ám mà cây vỏ xấu. Màn không ám các bạn nhé, pin 100%, 32GB, giá 4 triệu. Màn có bị ám nhẹ nhé. Đấy, 4 triệu, có ám, pin ám nhẹ. Một con 8 Bluetooth. Một con 8 Bluetooth, hỏng vân tay, hỏng vân tay nhé. Camera sau M, 256GB, 4,7 triệu. Nếu anh em thích camera đẹp cộng thêm cho mình 1 triệu mình thay camera nhé, là 5,7 triệu, 206GB đấy. Thì con này các bạn hỏng vân tay các bạn rẻ được 1,5 triệu nhé, rẻ được đúng 1,5 triệu luôn. Đấy, 58 một lúc. Sáu S Bluetooth 16GB. Có giá là 3 triệu, 32GB là 3 triệu, 364GB là 3,5 triệu. Hàng keng đã lên vỏ nhé. Mi 6X, RAM 6/64, 2,5 triệu nhé. RAM 6/64, Mi 6X, hàng keng 9899 nhá. Con Redmi Note 10S RAM 8/128 nhá, 5,5 triệu, máy đẹp keng 99. Con này còn nguyên ốp nhá, nguyên ốp.
em bán được cho người ta cái hộp này. Máy gì? Note 15G ấy. Oppo Reno 4 3.8 nhá. 3.8. Oppo Reno 4. Cái này thì bị nứt một tí đằng sau lưng này. Rẻ được rất là nhiều luôn, rẻ được 500.000 luôn nhá. 3.8 Oppo Reno 4, máy đẹp. Trừ mỗi chỗ đấy thôi. Chưa chị bảo anh là bảo em kiểu làm cho em bảo kiểu không ai vào kiểu ấy được máy của mình, không vào kiểu ấy được. Oppo A31 RAM 4 bộ nhớ 128 3 triệu nhá. Samsung Note 9 còn duy nhất một cây thôi, 5 triệu rưỡi, RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Máy Mami thì chip Snapdragon là gần 845, RAM 6 bộ nhớ 128 duy nhất một cây thôi. Máy đẹp 9899 nhá. Một con Samsung Note 10. Samsung Note 10. Đấy, máy màu đen. Nhưng mà bút này là màu trắng, nắp lưng màu trắng, cái sim màu trắng, tức là con này là thay ấy rồi. Con này hôm trước mình bán, mình có nói là Note 10 gửi cho khách, khách bảo là tưởng là Note 10 Plus. Note 10 Plus thì làm gì có giá đấy, có 4 triệu thôi nhá. Đốm màn 4 triệu. Rẻ được đúng một nửa thế nào nữa nhá. Đấy. Samsung Note 10 4 triệu. Có rất nhiều người đặt, nhưng mà cái người đặt được ấy, gửi đến thì lại bảo là tưởng Note 10 Plus, nhưng thực tế ra thì mình có nói Note 10 Plus câu nào đâu, xem lại video nói câu nào đâu, chỉ nói là Note 10 các bạn nhé. 4 triệu Samsung A31 máy đẹp 9899 luôn nhá. Cái này còn nguyên cả siêu viền này, 56 bộ nhớ 128 nhá. 4 triệu Mi K20. Con này là đây, Mi 9T nhá, hay còn là K20 đấy. Con này RAM 6 này, RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Máy đẹp, màn rất là đẹp, nhưng mà màn đẹp thôi nhá, vỏ rất là xấu này. Thay nắp lưng rồi, nói chung vỏ xấu. Vỏ xấu, màn đẹp giá 2 triệu nhá. Vỏ xấu, ai phải bỏ qua cái vấn đề vỏ thì mua con này, mua chơi game này rất là rẻ nhá. À, 2 triệu thôi. S20 cộng, con này mình bán 10 triệu thôi nhá. S20 cộng bản Việt Nam hay sim, máy đẹp zin chất 128GB, 10 triệu con này, giá 10 triệu nhá, giảm giá còn 10 triệu, bao zin bao chất, màn 120Hz rất là led nhé. S20 cộng RAM 8 bộ nhớ 128 nhé. Vivo RAM 4 bộ nhớ 128, con này Vivo Y1936 nhé, 3 triệu. 1938 RAM 4 bộ nhớ 128 giá 3 triệu nhé. Máy zin hình thức cỡ phẩy nhé, hình thức được 97%. Z19 RAM 4 bộ nhớ 64, RAM 3 bộ nhớ 64 nhé. Con này vỡ kính máy zin. Cứ để nguyên như này thì mình bán là 1.8 triệu nhé. Còn ai muốn ép kính cộng thêm cho mình 200. Redmi 9 Redmi Orchid Orchidter. Con này RAM 4 64 nhá, pin 10.000, pin siêu trâu dành cho những anh em chạy Grab, 4.7 triệu. Samsung S10 512GB bản Hàn, 5 triệu rưỡi nhá, 512GB 5 triệu rưỡi. Đấy, rất là đẹp, chất.
Samsung Note 10 thay đắp lưng 5,5 triệu nhá. 5,5 triệu thay đắp lưng rồi. Note 10 Lite RAM 8 bộ nhớ 128. Còn cái Note 10 này của mình thì là đẹp, zin 6,3 nhá. Đấy. Con này thay đắp lưng thì rẻ được thì chỉ là 800, còn là zin 6,3. Bạn thấy không? Và thay đắp lưng thì chỉ bóc cái lưng ra thay thôi, không có ảnh hưởng gì nhá. Mình đã làm mấy cái clip thay lắp lưng rồi đó. Samsung A71 này cũng vậy, con này cũng thay lắp lưng nhá, 4,7 triệu. RAM 8, bộ nhớ 128 nhá. 4,7 triệu đã thay lắp lưng. Màn đẹp trong sáng nhá. Zin Smart Joy 2. RAM 2 và 32 1,5 triệu. Máy Zin hình thức 9798. Em ơi, con A70 hôm qua mày mua đâu nhỉ? Em ơi, có con A70 nào đâu mà có, anh hôm qua anh mua mà. Con A70 màn kỳ dị đây. Tìm cho anh con đấy để cho mọi người xem, con đấy nhiều người thích. Giá rẻ. Con này sao không cảm ứng được nhỉ? Sao tới đây là hình như con A70 lên gì? Phải không? Không phải. Đây là A50. A70 con đi nắp lưng màu xanh hay sao? Con này lỗi à? Rồi. Chả Oppo A5. Oppo A5 nhá. RAM 3 bởi 64 1,9 triệu. RAM 4 bởi 64 2,1 triệu nhá. Hình thức đẹp. Máy giải hợp lý cho mọi người mua về cho con học nhá. Tùy vào cái camera. Nơi cho anh cái nâu thì nó cam, cam mình mờ. Mọi người đợi mình xíu nhá. Mọi người đừng bảo mình không có sự chuẩn bị, bởi vì quán mình rất là bận nhá. Ok. Ok, Samsung A70 này. Con này siêu dị này. Samsung A70 này. Con này thì đây nhá, mình mua được của khách. Máy thì zin nhưng mà thay cái quả màn siêu dị. À quên, thì máy zin xin lỗi các bạn, máy gì, máy công ty. Thay quả màn siêu dị luôn nhá. À, con này các bạn nhìn này, cái viền màn này rất là dày luôn này. Như máy tàu. Nhưng mình cam kết các bạn đây là máy xịn. Thay màn đều. Thì người dùng thay màn rất là đều luôn nhá. Đây là ví dụ một con như này nó phải tràn viền như này nhá. Bạn nhìn này. À. Cái viền nó rất là mỏng, con này viền rất là dày, các bạn nhìn chưa? Viền dày siêu dày luôn. Đấy. Nói chung là như vậy thì giá rẻ thôi. Con này thì bình thường máy đẹp bây giờ của nó tầm khoảng 3,8 triệu đến 4 triệu. Thì con này để cho mọi người giá rất là rẻ, 2,5 triệu. 2,5 triệu thôi nhá. Cực kỳ rẻ. Còn đây là thay màn rồi nhá, thay màn đều. Thế chắc là con Samsung A50. Samsung A50 nhá. RAM 464. Máy thay đắp lưng 2,5 triệu. Và à xin lỗi các bạn, cái kính cam này nó hơi bị xước một chút ở dưới này. Đây. Một chút dưới này. Thì mình bán 2,3 triệu thôi nhá. Ta thay đắp lưng rồi. 5464 NG G8 Thuyên Quy RAM 6 bộ nhớ 128. Dùng chip Snap 855. Con này có giá là 3,5 triệu nhá. 3,5 triệu.
Mi 9SE 86x128. Máy đẹp zin chất. Con này có giá là 3,7 triệu nhá, 86x128. Mi 8, con này Mi 8 Lite nhá. Đấy nhỉ. Con này màn ám. Màn ám các bạn nhá. Cấu hình cao giá rẻ đây. Mi 8 SE này. Con này là RAM 8 à RAM 6 à RAM 4. Nói toàn nhầm. RAM 4 64 nhá. Nhiều máy quá nó lẫn lộn hết anh em nhá. Đối anh em nó được từ lẫn lộn hết đấy. Em nói nhanh cho mình từ lỗ lận cho mình xem nào. Con này giá 1,5 triệu, giá 464 nhá. Máy đẹp, màn ám. Ok. Tiếp theo là Vivo V30. À Y30, Vivo Y30 nhá. RAM 6x128, 3,5 triệu, RAM 4x64, 3 triệu nhá. Tiếp theo là Note 10 Blue. Mình có màu ánh bạc, màu trắng và màu đen nhá. Một rổ các bạn. Thì đẹp 9899, mình bán với giá là 9,4 triệu. RAM 12 bộ nhớ 256, bản 5G, bản Hàn 5G nhá. Còn phải mình bán 9 triệu. Đấy, Note 10 Blue. Còn Note 10 nhỏ mình cũng có bản Hàn 5G. Đấy. Cũng RAM 12 bộ nhớ 256 nhá. Có giá là 7,4 triệu. Máy đẹp 9899. Còn hợp phẩy thì mình sẽ bán 7 triệu nhá. Còn S9 nhỏ thì nhà mình nhập gần 100 cây mà vẫn còn khoảng 50 cây nữa các bạn ạ. Vẫn còn 50 cây S9 nhỏ nhá. S9 nhỏ bản Nhật, dùng chip Snapdragon 845, RAM 4x64, màn hình 5.8, máy đẹp thì bán là 3,5 triệu. Máy đẹp 9899 là 3,5 triệu, còn máy phẩy là 3,2 triệu, 3,3 triệu nhá. Tùy tình trạng các con phẩy. Tiếp theo là S9 Blue, mình cũng mới về, cũng là máy mã Nhật, cũng dùng chip Snapdragon 845, RAM 6x64. Đấy, con này thì máy đẹp có giá 4,2 triệu. Máy phẩy có giá 4 triệu nhá. 4 triệu và 4,2 triệu. Đấy, S9 Blue. Rất là đẹp. Thế rất là nhiều nhá. Đấy. S15G. Hàng đẹp 9899. 6,3 triệu nhá. RAM 8 bộ nhớ 128. S15G 6,3 triệu này. Đấy. RAM 8 bộ nhớ 128. Con này thì mình cũng còn hơn 10 cây nhá. Ok. Đây là máy bên mình rất là nhiều nhá. Đấy, mọi người xem ưng cái nào thì chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng nhá. Ok, chào mọi người. Đây là những cái bộ sạc mà mình rất là tâm đắc. Đây. Thứ nhất là mình nói về cổ Samsung trước. Cổ Samsung này thì mình đang bán với giá là 70.000 một cổ. Cổ sạc công ty nhá, 70.000 một cổ. Đấy, 70.000 củ sạc công ty 15W. Đấy, 70.000 củ. Và cái cáp sạc Samsung này là 50.000. Và các bạn biết hôm trước là mình lấy 2.000 củ và 2.000 cáp rồi đúng không? Mình vừa lấy thêm 1.500 củ nữa. Đấy. Đấy nhá. Công ty này, một bộ này là 120.000 nhá. Một bộ này 120.000. Ok. Ở đây để so sánh cuối video nhá. Cuối video thì mình sẽ có video đập củ sạc công ty và củ sạc tàu. Đây củ sạc tàu nhá. Đấy, và đây củ công ty, đập cho mọi người xem luôn. Củ sạc tàu này mọi người đi mua phải mất 40-50 rồi. Củ này mình bán có 70 nhá. Đấy. Đây, tiếp theo là củ 25W Samsung. Củ này hôm trước mình bán 170. Đấy, đây, giống củ này đây. Nhưng mà bây giờ mình phải bán 200 rồi mọi người ạ. Bây giờ mình phải bán 200 mọi người nhá. Vì nó lên rồi, không mua được nữa. Đấy. Thì củ 25W này mình bán 200.000 của công ty. 200.000 của công ty. Và cái cáp sạc đi theo cái cáp sạc này, đây nó là cáp này, thì sẽ là 100.000 nhá. Cáp công ty này sẽ là 100.000. Đấy. Đấy. Cáp nó là cáp này không? Thì combo này sẽ là 300.000. Đấy.
Và mọi người mua ấy, nếu lấy hai bộ thì sẽ được free ship nhá. Mua một bộ thì sẽ không được free ship đâu. Và tí nữa mình sẽ có video đập củ sạc cho mọi người xem. Ở đây mình có một củ sạc ngoài nữa. Củ sạc này mình bán là 170.000. 170.000 củ sạc 4 đầu 15W sạc rất là ok nhá. Được bảo hành 1 năm. Các bạn lấy hai bộ cũng free ship cho mọi người. Đấy. Ok, và bây giờ là video đập củ sạc mọi người xem nhá. Đây nhá, thì đây là củ công ty, còn đây là củ tàu. Củ tàu còn được bọc cả túi bóng rất là cẩn thận nhá. Và nó làm tương đối là giống củ công ty này. Rất là giống luôn này. Cái này thì chứ mình bóc cái giấy này ra nhá. Nói chung cái củ sạc này mình bán ai cũng không. Đây là viết chữ lên này. Còn đây là khắc nhá, đây là khắc. Củ công ty là khắc này. Củ tàu là viết chữ lên này. Đấy. Anh về nhá. Ừ, anh cảm ơn nhá. Đây, còn kể cả về chữ nhá, về củ tàu rất là điêu này. Còn củ xịn là rất là sắc nét nhá. Đấy, chữ trên này thế, củ tàu là khắc này, củ đây là viết nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đập ra. Và các cái củ này, các bạn nhớ là mình bán có 70.000 thôi, khẳng định rất là rẻ, khẳng định quá là rẻ luôn nhá. Đấy. Đây, đập củ tàu nhá. Đây, củ tàu đây các bạn nhá. Đây, củ tàu đây. Đấy. Còn của công ty nhá. Sót lắm các bạn ạ, nhưng mà để chắc. Cái này khác hẳn luôn các bạn ạ. Chỉ tiếng Anh giải bảo chúng ta xin đâm đúng. Mày nhìn đây, đèo tay rồi. Chặt quá, quá của công ty chặt quá. Cháu chả hiểu tiếng Anh thì học tiếng Anh đi. Vâng. Cháu làm sao bằng ông được. Nina Remen. Nina Remen. Nina Remen. Cháu làm thế thì ông biết trình minh chứng cháu tình ngay ra. Thế ông đã tìm thấy cái địa chỉ tiếng Anh chưa? Ông bao năm ở phố cổ mà ông bảo là ông bảo ông không được. Chặt quá các bạn ạ. Chứ mình ghè được ngay mà sau này mình ghè một củ rồi đấy chứ. Ghè thêm củ nữa. Mất tiền nhưng mà à, Mình sẽ đặt được cho mọi người cứ đợi mình xíu nhá. Chết dở của đàn. Lại đi mua đường đường Tân Triều Hà Đông. Ông trật tự nào cháu đang làm nào ghẻ được ra. Hôm qua mình ghẻ dễ thôi, hôm nay ghẻ khó đấy nhỉ. Học tiếng Anh đi. Hôm qua là không quay video là không run à? Máy này cầm tinh con run à? Thế nhỉ? Chặt thế này nhỉ? Củ tàu đập phát ra của này đập. À ra rồi. Ra rồi. Đây. Chặt thật. Đây. Ui giời. Tối nay phải cho vợ một trận thì tội làm mất. Làm mất cái kia. Đây nhá các bạn nhá. Ông bảo đi giá. Các bạn nhìn củ phách này, củ tàu này nhá. Đấy, củ này mình khẳng định các bạn đi mua không phải mất tầm khoảng 4-50. 4-50 nghìn các bạn đi mua cái củ này rồi. Mình bán có 70.000 củ này. Này. Các bạn thấy chất chưa? Chất chơi người rơi chưa? Quá đáng đồng tiền bát gạo luôn các bạn. Quá đáng đồng tiền bát gạo luôn nhá. Đấy. 70.000 của công ty bảo hành 1 năm 15W. Để lắp vào dùng được không nhỉ? Nó chỉ là đấy là tiếp xúc nhưng mà nó cũng đấy. Thôi. Ok anh em nhá. Anh em nào thích thì đặt hàng. Mình đang về củ 25W, giá là 170.000 bán ra nhá. Mọi người hóng phi vụ đấy đi. Bây giờ thôi chào mọi người nhá. Mọi người đặt thì liên hệ bên mình.